A Di Đà Phật, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 12, thì cô cũng xin thay mặt Hội Hoa Đức giao cái số tiền 500 ngàn hàng tháng do quý vị ẩn dân đã gửi tặng gia đình. Thì cô cũng xin thay mặt gia đình hồi hướng công đức của quý vị rất nhiều. Và cũng mong rằng quý vị có cái lòng hảo tâm hơn và giúp cho những cái người khó khăn để họ có thể vượt qua được một chút khó khăn trong cái cảnh hoạn nạn như thế này. A Di Đà Phật.